Sau khi uống một cốc nước có đá, bé gái này có dấu hiệu bị hóc dị vật. Ngay lập tức, bé gái lớn đã bình tĩnh xử lý, thực hiện các thao tác sơ cứu để dị vật ra ngoài. Sau khi tình trạng của em gái đã ổn định, người chị không quên hỏi thăm và cho em uống một cốc nước. Đoạn video clip dài hơn 1 phút 30 giây ghi lại cảnh một bé gái 9 tuổi bình tĩnh nhanh trí cứu em gái 3 tuổi khỏi hóc dị vật. Được chị Đỗ thì Bích Nguyệt, 33 tuổi, ngụ quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái hốt hoảng. Xem lại camera mà chân tay mẹ bụng rũng. Đoạn clip sau khi được chia sẻ không lâu đã thu về hơn 4 triệu lượt xem, hơn 150.000 lượt thích, bình luận và được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội cư dân mạng đã không ngớt lời khen cho cách xử lý của bé gái, cũng như nhắc nhau nên dạy cho trẻ nhỏ học các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng mềm cần thiết để các con có thể bình tĩnh xử lý giống như bé gái trong clip này. Bên cạnh đó, nhiều người cũng hy vọng các bậc cha mẹ quan tâm tới con trẻ nhiều hơn để không xảy ra những tai nạn nguy hiểm. Liên lạc với chị Đỗ Thị Bích Nguyệt, người mẹ xác nhận cả hai bé gái đều là con của mình. Còn bé trai xuất hiện trong clip là con gia đình hàng xóm. Chị cho biết gia đình mình sống trong một chung cư tại Hà Nội. Hôm xảy ra vụ việc là đúng ngày sinh nhật của con gái Úc, nên các con có quê quần cùng nhau vui chơi. Chị cho biết lúc đó đi làm chưa về, chồng chị đã về nhà và trông các con. Thời điểm xảy ra sự việc, chồng chị có xuống dưới nhà đổ rác. Chỉ 2 phút sau thì lên lại nhà để trông các con. Ban đầu, vợ chồng chị cũng không hay biết gì, đến khi các con kể lại thì mới táo hỏa kiểm tra camera và biết được sự việc. Người chị trong clip là bé Nguyễn Ngọc Bảo Anh, 9 tuổi, hiện đang học lớp 3. Em cho biết hôm đó, sau khi em gái uống cốc nước đá thì có dấu hiệu lạ, khi bạc em đỏ ấn lên, không thở được mà phải há miệng ra. Nhớ lời mẹ dạy về cách xử lý khi người khác bị hóc dị vật, cũng như những thao tác mà em đã xem trên một chương trình TV nước ngoài dạy về sinh tồn, Bảo Anh bình tĩnh xử lý cứu em. Chị Bích Nguyệt tâm sự, ngay từ nhỏ, vợ chồng chị đã rèn cho con nhiều kỹ năng sống, trong đó có các kỹ năng xử lý tình huống. Chị cho rằng, nhờ đó mà con có đủ sự bình tĩnh và kỹ năng để xử lý tai nạn lần này. Chia sẻ clip lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người về những tai nạn mùa hè cho con em, cũng như nhắc nhau về tầm quan trọng của việc giáo dục các kỹ năng mềm cho con trẻ. Người mẹ bất ngờ khi đoạn clip nhận được sự quan tâm lớn của mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, vì con gái được mọi người dành mưa lời khen, được quan tâm nhiều cũng khiến hai mẹ con có phần ngại ngùng. Cô bé 9 tuổi Nguyễn Ngọc Bảo Anh cho biết, lúc đó điều duy nhất cô bé nghĩ là làm sao để cứu được em mình. Cô bé thấy việc này cũng bình thường chứ không có gì quá lớn, ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ tìm cách để giúp em.